Phúc lấy điện thoại từ từ mà ta tưởng mình qua tay. Mình lấy ráng ráng với mày là thì cứ bình thường đó, để ai thì vẫn lôi ra được mà. Mũi nào đau thiệt luôn chứ mấy đâu nữa. Mũi hơi đau mỏi nhiều, thank you.
điện thoại qua chỗ khác em. Có mụn viêm không chị? Ừ. Viêm mà nó viêm ở dưới da đau. Viêm mỗi lần đau lắm. Mụn này thì mụn thường nhưng mà nó lì. Nằm nằm ngay chỗ da da nâu á, da da mỏng. Trên trán không có thịt chứ.